đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ một con web nó đào Bitcoin miễn phí nha các bạn. Rút về quý Forget Bay nha. Rồi bấm vào đường link nó sẽ xuất hiện lên như vậy nha. Rồi ta bấm vào bắt đầu nha. Nó yêu cầu mình lấy địa chỉ quý Bitcoin nha, quý Bitcoin của Pocket Bay nha. Rồi mình lấy địa chỉ quý về vào Pocket Bay, mình lấy địa chỉ quý nha các bạn. Ai chưa có thì mình đăng ký địa chỉ quý nha, cũng rất đơn giản nha. Rồi mình đăng nhập vào quý Forget Bay nha. Đây là quý Forget Bay của mình nha. Rồi bấm vào trang tổng quan người dùng nha. Sau đó ta bấm vào tổng quan nha, vào các quý nha. Rồi sau đó ta lấy địa chỉ Bitcoin nha, bấm vào ba dấu chấm nha. Rồi nó xuất hiện lên, bấm vào chỗ tiền gửi nha, xong đó ta copy địa chỉ quý nha, bấm vào mời dấu sao chép nha. Rồi xong tôi quay trở lại trang web ta dán vào nha. Rồi bắt đầu khai thác, nó sẽ tự khai thác nha các bạn. Đây nó đang chạy đó nha, nó có tốc độ hàng ngày nha, tốc độ một ngày là được 360 satoshi nha. Đó. Lịch sử rút tiền chưa có nha, tại vì mới đào chưa có rút được nha các bạn. Rồi ta vào phần đó, nó có vừa gửi tiền và rút tiền nha. Ừ. Có phần giới thiệu, ta bấm vào giới thiệu, ta copy đường link ta đi chia sẻ nha các bạn. Chia sẻ mà càng nhiều thì tốc độ mình đào nó càng nhiều nha. Mọi người mà thấy hay nhớ cho một like và một lượt đăng ký nha. Bitcoin lúc này nó đang lên giá nha cả nhà và các bạn. Mình đào mình tích lũy từ miễn phí mà, đâu có gì đâu mà sợ, mình đâu có đầu tư đâu, sợ mình đào miễn phí mà. Quan trọng là nó rút tiền về được thôi nha các bạn. Web này mới ra nó cũng đào sớm thì nó sẽ cho mình rút, dễ rút nha, càng về sau thì nó càng hay không, nó hay khó rút thôi, chứ mới là nó cho mình rút được nha. Ngày là mình rút về được rồi. Đó, mình sao chép mình dán vào thôi chứ đâu có gì đâu, đơn giản mà. Mình dán vào nó sẽ chạy đủ thì mình sẽ rút về thôi. Mà mình muốn đầu tư thì mình bấm vào tái đầu tư, còn mình không muốn thì mình rút về.